Ui ui, chưa kịp lắp chân máy quay các bác ơi. Vừa lắp cần cái cá ăn luôn này. Em vừa ấy nào về, bác mời chú ra tranh thủ câu tí, nhạy kinh khủng. Ôi à, máu gớm nhỉ. Phóng thẳng cho củ. Tổng tổng máu gớm nhá. Con đầu tiên đây một củ chua các bác nhé. Có nhìn một củ chua vàng đồ vô cùng nhạy luôn. Các bác thằng nào muốn rào như này ở thằng tạt nhé. Này có nhìn thấy là cám chấu này. Trong gió vắng anh nhớ ngồi hàng ngày anh mong lệ rơi mùa đông sau gió vắng người ơi cá ơi con đi. Cá bay mà nước chép đó, câu toàn treo rồi. Bay mặt nước mà anh à. À chú giật lễ luôn. Báo ngoài. Giật luôn. Con này ăn đóng quá nữa nè. Thật ra nó cắn. Chết bà cũng phục hết. Nó cắn được anh. Ăn hàng mà chúng tôi hồi phục vậy cái đao phát xuống bao vẫn còn nền à. Cái đao phát nó bầu vào nhấc lên luôn, cái đao phát nhấc luôn nào, ăn chết rồi. Cá bé hay cá to? Còn cá bé à. Cá bé nó bầu vậy cá to khốn lắm. Rồi em sao lên hàng. Xin táo. Mấy lượng em? Xin táo, to hơn luôn đây. Con này thả ở trên. Một chép trắng, hai chép vàng, một đồng tiền. Chết luôn à. Mới phải phải. Thôi giờ em cũng chào bác về nhá. Đi làm trốn vợ đi câu giờ này. Nhìn có bác quay tối om. Bác nhìn nhá, trời tối om luôn này. Đấy.
Đây, cho bác xem là bài mù chua của em nhé. Đấy thì hôm nay trời tối quá. Mà lấy nét nhé. Thì đúng không, em không quay cái cảnh giật cá nên em kéo hàng cho bác xem này. Này bác nhá. Ê, kéo hàng cho bác xem nhá. À, to chưa? Bác nhìn này. Đấy, không quay được cái cảnh đây toàn chấp này, em câu toàn chấp vàng mà chấp trắng. Nó lục đóng xong chấp chết này. Các bác nhìn to chưa? Tiếc quá nó không quay được, trời nó tối các bạn. Tại làm việc muộn trời tối quá các bác nhá. Đây các bác, đấy các bác nên đánh cái bài mồi ủ chua của em này. Đấy, rất hiệu quả các bác nhá. Hôm nay được bữa rồi. Bác nhìn bàn tay của em, đấy, tỏ này không? Thế chưa? Đánh bài mổ chua, rất là tự tin. Rồi, chào, hẹn gặp lại các bác sau nhé.